Thưa quý vị và các bạn, xác định thành phố Hồ Chí Minh là thị trường du lịch nội địa nhiều tiềm năng để khai thác. Những năm qua, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh luôn quan tâm tăng cường công tác xúc tiến liên kết quảng bá du lịch An Giang đến thị trường này, đặc biệt là tham gia các kỳ hội chợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh, ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh, các sự kiện, hội nghị xúc tiến quảng bá và kết nối tour tuyến du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, mới đây, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh, đại diện các khu du lịch, điểm du lịch, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đã về tham dự Ngày hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 19 năm 2023. Đây là sự kiện thường niên của ngành du lịch thành phố. Ngày hội có gần 100 gian hàng, trong đó có 46 gian hàng của các tỉnh, thành phố, 30 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch. Đây là nơi các đơn vị tham gia chuỗi cung ứng du lịch, chào bán và mua sản phẩm, dịch vụ, gặp gỡ và kết nối hợp tác, tìm kiếm chương trình khuyến mãi, giảm giá, nhân dân. Tham gia Ngày hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang xây dựng gian hàng chung, hỗ trợ các khu du lịch, điểm du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh, dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh, giới thiệu quảng bá chương trình tour tuyến, các dịch vụ, sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương đến với người tiêu dùng du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành trên cả nước, với mục tiêu thu hút ngày càng nhiều lượng du khách đến tham quan trải nghiệm ở địa phương. Chúng tôi đến đây là mong muốn sẽ được kết nối và quảng bá cái khu lịch sinh thái Cầu Ngán tọa lạc tại ấp Tân Long, xã Tân Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Thì nơi đây thì sở hữu là bức tranh được chạm khắc trên nền gỗ với chiều dài là 24,5 m, thể hiện là phong cảnh làng quê Việt Nam. Và ngoài ra thì nơi đây thì chúng tôi du khách khi đến đây thì có thể là trải nghiệm là dịch vụ tắm sông rất là thú vị. Thị trường Hồ Chí Minh là một thị trường rất là lớn đối với khách du lịch của miền Tây nói chung và của An Giang nói riêng. Và chúng tôi xác định trong cái thời gian tổ chức cái sự kiện du lịch này thì đây là cơ hội để An Giang tổ chức xúc tiến quảng bá, mời gọi các khách du lịch về tham quan các địa điểm du lịch của An Giang. Và trên thực tế thì chiều giờ chúng ta cũng đã thấy là nhiều cái khách tham quan quan tâm đến cái thị trường du lịch của An Giang, quan tâm đến cái điểm đến và hứa hẹn khách du lịch sẽ tìm đến An Giang và các điểm đến của An Giang cũng như hợp tác với các công ty du lịch, các nhà hàng, khách sạn của An Giang nhiều hơn. Tại gian hàng của An Giang, nhiều địa danh nổi tiếng của tỉnh như khu du lịch quốc gia Núi Sam, khu du lịch Núi Cấm, khu di tích văn hóa Ốc Eo, khu di tích lịch sử Đồi Tước Dụp, rừng Tràm Trà Sư, nông trại Phan Nam, khu sinh thái Mỹ Luông, Cồn Én được các doanh nghiệp du lịch, du khách đến tìm hiểu để kết nối tour tuyến du lịch cũng như đi khám phá cùng bè bạn và gia đình. Ngoài ra, tại gian hàng Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh còn trưng bày có sản phẩm đậm nét văn hóa đặc trưng của địa phương như đường thốt nốt, dệt thổ cẩm của dân tộc Khmer Chăm, thu hút đông đảo du khách đến mua sắm. Cũng nghe về An Giang nhưng mà chưa đi, là mới ghé gian hàng này thì được mấy em tư vấn thì thấy cũng rất là hay, ở chỗ là giờ mình mới biết được là có cái homestay ở trên Núi Cấm. Thời tiết lành lạnh giống như Đà Lạt, mát nên cũng thích. Thứ hai là ở đó có nhiều chùa tâm rất là linh thiêng nên mình cũng xuống để mình dẫn con theo để coi cho con mục đích cho con trải nghiệm. Những năm gần đây, nhờ đẩy mạnh xúc tiến quảng bá du lịch An Giang đến các thị trường tiềm năng cũng như sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới chiến lược kinh doanh, xây dựng các sản phẩm dịch vụ du lịch mới của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh, nên khách đến địa phương đã tăng lên đáng kể. Sau thời gian nghỉ dịch cũng như là một thời gian dài chúng ta gián đoạn thì các khu điểm du lịch của An Giang, các điểm đến, các nhà hàng khách sạn của An Giang đã tích cực trở lại bằng cách họ đầu tư nhiều hơn về cơ sở vật chất, hạ tầng cũng như là công tác phục vụ, cho thấy rằng là cái sự chuẩn bị của An Giang trong cái việc trở lại cái du lịch một cách mạnh mẽ. Và qua theo quan sát thì chúng ta đã tăng khoảng chừng là 60% cái lượng khách du lịch đến An Giang trong thời gian vừa rồi, thì chứng tỏ rằng là chúng ta đã có một bước chuẩn bị. Và ngay cả cái doanh nghiệp thì họ cũng chủ động trong việc đào tạo huấn luyện cán bộ, tăng cường cơ sở vật chất, tăng cường cơ sở dịch vụ và có thêm nhiều sản phẩm mới phục vụ du khách. Trong thời gian tới, ngành du lịch An Giang sẽ tiếp tục phát triển theo mục tiêu xây dựng và quảng bá thương hiệu gắn với điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, sản phẩm, dịch vụ du lịch hấp dẫn để thu hút du khách đến tham quan trải nghiệm.